Henye làm điều đặc biệt để tỏ lòng biết ơn mẹ nuôi khiến ai cũng xúc động. Sau khi lọt top 5 Miss Universe, Hoa hậu Hoàn Vũ 2018, Henye về nước và tổ chức nhiều buổi tiệc tri ân để cảm ơn các đơn vị hỗ trợ, cộng sự và giới truyền thông đã hỗ trợ cô trong suốt thời gian qua. Mới đây nhất, Henye khiến cho mẹ nuôi là nhà thiết kế Linh Sang rất xúc động khi thực hiện riêng một buổi tiệc cảm ơn hơn 50 người thợ đã kỳ công làm ra những bộ trang phục để cho đại diện Việt Nam chinh chiến quốc tế. Tôi thực sự rất bất ngờ vì Henye đã đề nghị tổ chức buổi tiệc để cảm ơn riêng không chỉ tôi mà toàn thể những người đã âm thầm lặng lẽ làm ra hai chiếc váy trong đêm bán kết, chung kết, đồng thời hơn 10 bộ trang phục khác mang đầy ý nghĩa. Đây là một cái tình thể hiện sự khéo léo và nhân cách tuyệt vời của Henye. Con đã nhắc tôi không chỉ một mà đến 3 lần để tổ chức tiệc cảm ơn ấm áp này, Linh Sang chia sẻ. Được biết để Henye có những bộ cánh ấn tượng, nhà thiết kế Linh Sang và các cộng sự đã phải làm việc vất vả trong suốt nhiều tháng trời. Riêng với bộ trang phục dự thi chung kết, Linh Sang phải thức trắng nhiều đêm để đính kết đá quý và hoàn thành những chi tiết nhỏ nhất. Cũng trong buổi tiệc, Henye bất ngờ được mẹ nuôi tặng một chiếc váy mới cùng đôi giày đi kèm. Khoảnh khắc Henye ôm hôn tình cảm nhà thiết kế Linh Sang. Kết thúc năm 2018 với nhiều hoạt động nổi bật, Henye cho biết sang năm 2019, cô sẽ đẩy mạnh việc tham gia các dự án vì cộng đồng và xã hội. Hoa hậu Henye, cổ tích không hề tồn tại, hiện thực là kết quả của sự nỗ lực và nước mắt. Để đi được đến thành công, ai cũng phải trải qua rất nhiều những khó khăn và thử thách, đôi khi cũng phải có những đánh đổi. Cô nàng Hoa hậu Henye trên chặng đường chinh phục ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 và top 5 Miss Universe 2018 cũng đã trải qua nhiều thử thách, mà đôi lúc cô cảm thấy quá áp lực muốn từ bỏ chiếc vương miện của mình. Những áp lực trên cương vị hoa hậu của Hen đã trải qua không phải ai cũng có thể biết được và hiểu cho cô nàng. Từ việc phải thay đổi bản thân thành một hình mẫu khác, cho đến việc phải đối mặt với áp lực từ dư luận khi cô nàng bị công kích vì đơn giản là một cô gái dân tộc. Những điều này thật quá sức đối với một cô gái như Hen và gia đình Hen. Cô nàng chia sẻ, mọi người cũng thấy hình ảnh trước kia của Hen là một người mẫu, ăn mặc bình thường. Nhưng khi là hoa hậu thì ngày nào cũng phải mặc đầm, đi giày cao gót. Mang giày cao gót thì Hen bị đau lưng, mặc đầm thì Hen cảm thấy không thoải mái. Và đó là thực sự không phải là hình ảnh của Hen, mà dần dần nó làm cho Hen cảm thấy mệt mỏi, áp lực. Nhưng mà cái áp lực lớn nhất với Hen là phải thay đổi để trở nên thùy mị, nết na. Và những điều này không phải là con người Hen. Vì Hen là một cô gái cá tính, năng động, đôi khi mình còn khá tăng động. Nhưng bây giờ Hen phải tìm hết những niềm vui của mình và đặt vào những cái quy chuẩn. Nhưng cô nàng đã cố gắng vượt lên những điều đó để hướng đến những gì tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn cho gia đình và dân tộc của mình. Hen chọn cách thay đổi vì Hen không muốn mọi người lôi ba mẹ của mình ra, không muốn người ta sử dụng những từ miệt thị dân tộc, miệt thị gia đình. Vì những câu nói đó làm Hen bị tổn thương và uất ức rất nhiều. Cho nên Hen luôn làm những gì tốt đẹp với chuẩn mực đạo đức vì không muốn người ta lấy gia đình, lấy dân tộc của Hen ra để soi xét. Đằng sau hào quang mà mọi người vẫn thấy ở Hen là một cô gái nhỏ bé luôn phải suy nghĩ và lo lắng cho gia đình và dân tộc của mình. Những áp lực từ dư luận đã quá khắt khe và tàn nhẫn với Hen, đến nỗi Hen nghĩ hay là mình nên dừng lại, nên bỏ hết tất cả để người ta không nói về gia đình, về dân tộc của mình nữa. Vì họ chẳng có lỗi lầm gì cả. Chỉ đơn giản, Hen và họ là những người dân tộc mà thôi. Mọi người vẫn sống tích cực và làm việc để có đồ ăn, thức uống hàng ngày và thậm chí họ chẳng làm gì sai cả. Và vì là một Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, Hen có nhiệm vụ phải truyền tải những thông điệp sống tích cực và lạc quan hơn đối với mọi người, để mọi người có cái nhìn thực sự yêu thương và cảm thông với những số phận xung quanh mình. Vì trách nhiệm và tinh thần luôn hướng về cộng đồng, luôn hướng sử dụng hào quang để lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống, Hen đã tiếp tục với tất cả sự cố gắng và niềm tin. Vượt lên trên những lời miệt thị về dân tộc của mình, khi đến với Miss Universe, qua câu chuyện cảm động về cuộc đời mình, Hen còn mang đến những câu nói rất ý nghĩa về tình dân tộc của Việt Nam. Ở đất nước của tôi có 54 dân tộc anh em và chúng tôi thực sự đoàn kết với nhau. Bởi vì Hen muốn rằng trong tương lai, mọi người thực sự đoàn kết với nhau, xóa bỏ mọi rào cản của định kiến và sống gắn bó với nhau như anh em ruột thịt. Có thể nói Henye đang hoàn thành rất tốt vai trò truyền cảm hứng và mang đến những thông điệp sống tích cực cho cộng đồng kể từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Mọi người yêu thương và quý mến Hen không chỉ vì những thành tích mà Hen mang lại, mà chủ yếu là vì Hen là một cô gái có trái tim chân thật và chan chứa tình yêu.
Hoa hậu Hờ Hen Nhê bất ngờ tái hiện màn xoay váy đỉnh cao gây sốt tại Hoa hậu Hoàng Vũ 2018. Vào tối ngày 26 tháng 12, tại sự kiện Thank You Party Unicurve và Hờ Hen Nhê được tổ chức tại Gem Center với sự tham dự của những gương mặt góp phần tạo nên thành công cho top 5 Miss Universe 2018 và công ty Unicurve. Hoa hậu Hờ Hen Nhê xuất hiện lộng lẫy trong bộ đầm cocktail ngắn tua rua bạc lấp lánh của nhà thiết kế Linh Sang, khoe vẻ đẹp khỏe khoắn và đầy cá tính, tươi tắn đón tiếp các khách mời đến chia vui tiệc tri ân này. Tham dự chương trình có đại diện công ty cổ phần Hoàng Vũ Sài Gòn, đơn vị giữ bản quyền và đề cử thí sinh đi thi tại cuộc thi Miss Universe, ông Trần Ngọc Nhật. Bên cạnh đó, khách mời gồm nhiều người đẹp và nhà thiết kế thời trang, bạn bè thân thiết cũng có mặt tham gia chương trình để gửi lời chúc mừng đến Hoa hậu Hờ Hen Nhê như Á hậu Hoàng Thùy, Á hậu Lệ Hằng, người đẹp Lê Thu Trang, người đẹp Thùy Trang, người đẹp thể thao Huỳnh Tiên. Chia sẻ tại chương trình, Hoa hậu Hờ Hen Nhê, top 5 Miss Universe 2018, đã gửi lời cảm ơn và tri ân đến Unicurve để cho cô cơ hội được thể hiện bản thân trên sân khấu sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các cộng sự, các thành viên trong ekip đã đồng hành và hỗ trợ, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến các cơ quan truyền thông, báo chí đã quan tâm và đưa tin về hoạt động của cô trong suốt quá trình dự thi tại Miss Universe 2018. Khi kể về bố mẹ, Hoa hậu Hờ Hen Nhê đã không kìm được nước mắt. Cô rơm rớm nhớ lại quãng thời gian còn nhỏ. Cô cảm ơn bố mẹ vì đã cho phép cô theo đuổi đam mê và không còn bắt ép cô phải kết hôn sớm nữa. Nhắc lại hành trình tại Miss Universe 2018, Hoa hậu Hờ Hen Nhê xúc động chia sẻ. Đây là kỷ niệm đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của mình. Hen rất trân trọng cơ hội này. Những ngày tháng thì ở Thái Lan giúp Hen trưởng thành hơn. Hen cảm ơn mọi người rất nhiều và thành công này là của tất cả. Đặc biệt, Hoa hậu Hờ Hen Nhê đã diện lại bộ đầm dạ hội màu vàng, giúp cô tỏa sáng trong đêm thi bán kết và thể hiện lại cú xoay đẳng cấp, góp phần không nhỏ vào thành công của cô tại cuộc thi. Trong phần trò chuyện với mọi người, Hoa hậu Hờ Hen Nhê chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh hành trình tham dự Miss Universe 2018, cũng như những kế hoạch và dự định sắp tới của mình. Sau cuộc thi, tên tuổi của Hen Nhê đã vươn ra phạm vi quốc tế. Nhiều báo đài truyền thông thế giới không ngừng đăng tải thông tin về cô và ưu ái dành cho cô biệt danh Cinderella châu Á. Thú vị nhất là nhiều fan từ Philippines, Thái Lan vô cùng hâm mộ Hờ Hen Nhê và bày tỏ mong muốn cô sẽ sớm ghé thăm họ trong thời gian tới. Tuy không giành chiến thắng cao nhất tại Miss Universe 2018, nhưng với những gì đã thể hiện, Hờ Hen Nhê đã làm nên lịch sử cho Việt Nam tại cuộc thi Miss Universe, mở ra những cơ hội và niềm tin cho những đại diện tiếp theo tại đấu trường sắc đẹp khốc liệt này. Cũng trong sự kiện, Hoa hậu Hờ Hen Nhê và Unicurve đã dành lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị đối tác, bảo trợ truyền thông đã đồng hành cùng Hờ Hen Nhê và tổ chức Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam hành trình chinh phục Miss Universe. Cận cảnh chiếc bánh hình Hoa hậu Hờ Hen Nhê đang gây sốt cộng đồng mạng. Lọt top 5 Miss Universe với câu chuyện truyền cảm hứng nổi tiếng, Hờ Hen Nhê dành trọn vẹn tình cảm của người hâm mộ trong nước và truyền thông quốc tế. Để bày tỏ niềm vui và sự cảm kích của mình dành cho nàng hậu đáng mến này, một bà chủ cửa hàng bánh ngọt đã tự tay làm ra chiếc bánh rau câu độc nhất vô nhị mang hình ảnh Hờ Hen Nhê. Bức chân dung đặc biệt này xuất sắc đến độ người nhìn vào cũng phải thốt lên quá đẹp và chẳng nỡ ăn nó. Một số người còn nhận xét đẹp và thần thái hơn cả bản gốc. Chúc mừng nàng hậu Việt Nam lọt vào top 5 Miss Universe nha. Có ai cũng thích Hờ Hen Nhê dễ thương như mình không? Rau câu vẽ tay và nàng bông hậu mà mình yêu thích nhất. Hoan hô Hờ Hen Nhê. Tao lượn lờ và tao thấy đẹp quá và muốn khoe chúng mày cùng ngắm. Tình yêu dành cho nàng hoa hậu Hờ Hen Nhê của chúng ta len lỏi cả nhóm. Phố bánh, tao sợ chúng mày không tin nên tao chụp luôn màn hình. 35 phút được 1.007 like đối với một nhóm chỉ chuyên làm bánh. Tao chưa xin chủ thớt đã chụp vô nhóm mình nên tao xin phép được che tên thớt và hình của thớt tao vẫn để ký hiệu. Ở dưới có rất nhiều comment khen ngợi về tác phẩm này. Sao thấy vẻ đẹp hơn gốc, đưa đẹp rồi mà bánh còn đẹp hơn là có thật. Hình vẽ còn đẹp hơn người thật. Đẹp quá, không nỡ ăn. Có lẽ đây là lần đầu tiên một cô hoa hậu lại được lòng công chúng đến thế. Giữa lúc dàn mỹ nhân toàn hoa hậu Á hậu đang bủa vây đầy scandal đi khách nghìn đô, chảnh chọe, học thức kém, bị tố mùa giải, phẫu thuật thẩm mỹ, thì Hờ Hen Nhê lại nổi lên như một hiện tượng hiếm hoi, khác xa một trời một vực với những nhan sắc kia. Nàng hoa hậu được nhiều người nhắc đến với những phẩm chất đáng quý. Xinh đẹp, bản lĩnh, học thức tốt, lối sống giản dị, thân thiện, không đại gia, không hàng hiệu và đặc biệt là không scandal. Không những thế, Hờ Hen Nhê còn ghi điểm trong lòng người hâm mộ bởi tấm lòng thiện nguyện của mình. Khi đạt giải Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017, cô đã dành hơn một nửa số tiền thưởng cho từ thiện.
Mới đây, nàng hậu này lại tiếp tục dành hết số tiền 1 tỷ đồng được thưởng tại cuộc thi Miss Universe để xây thêm các thư viện, giúp trẻ em nghèo miền núi có điều kiện để học tập tốt hơn. Việc làm này của Hồ Hanh Nhê không những nhận được nhiều lời tán dương của khán giả nước nhà, mà còn được cả báo chí nước ngoài ủng hộ và hết lời ca ngợi.